phạt của Đoàn Thanh Trường. Đánh đâu! Oh!
dòng nhiệt huyết dâng trào. Đứng đầu đã từng và cùng quốc gia, đó là đội quân chúng ta, tiếng vang truyền đi bay xa bay xa. Một khi ta xuất vấn như dòng trào như thác hồ, dạy bao những chiến công trên tinh thần vẽ bờ lấy đường phương. Đã trở nên thương hiệu, mà sở dĩ người ta gọi Thiên Trường là thánh địa của đội bóng Việt Nam là vì nó còn mang nhiều ý nghĩa đấy, là vùng đất linh thiêng và có thể đem lại may mắn cho đội bóng này chỉ trong một ngày. Thiên Trường là khá tài tất cả sinh phẩm, có lẽ chỉ nói vậy thôi người ta sẽ hiểu vì sao những con người Việt Nam lại sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ pháo đài ấy, bởi đó là sự bảo vệ của một cầu thủ số 12 tích cực ủng hộ câu lạc bộ. Nhiệm vụ của họ bây giờ là giữ vững những gì đó để tiếp tục trở thành một phần không thể thiếu của việc đang làm nên góp công không nhỏ khi biển Thiên Trường thành chảo lửa dễ đi khó về.